Một thông tin vui trong bối cảnh Việt Nam đang khan hiếm vaccine dại và Bộ Y tế cũng đang loay hoay tìm vaccine thay thế cho Quinvaxem. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang IVAC vừa thông báo đã chế tạo và sản xuất thành công vaccine cúm mùa ở quy mô công nghiệp sau 3 năm nghiên cứu. Vaccine cúm mùa có tên gọi IVAC Flu S do IVAC sản xuất ngừa được 3 chủng virus cúm thông thường gồm chủng AH1N109, AH3N2 và cúm B. Nếu được cấp phép lưu hành, vaccine cúm mùa do Việt Nam sản xuất sẽ được bán với giá từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một liều. Trong khi hiện nay, vaccine cúm mùa ngoại nhập có giá từ 240.000 đồng đến 300.000 đồng một liều. Nếu sản xuất vaccine cúm ở quy mô công nghiệp thì sản lượng sẽ là 1,5 triệu liều một năm. Dây chuyền sản xuất vaccine cúm mùa có thể sản xuất và cung ứng trên quy mô lớn, sẵn sàng ứng phó khi có các biến thể virus cúm mới gây dịch hoặc dịch xuất hiện. Quy trình sản xuất chủng vaccine được thực hiện bằng cách cấy truyền nhiều đời trên trứng gà với chủng ngừa virus cúm phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và đã được thẩm định đạt các tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 5% đến 10% người lớn trưởng thành và 20% đến 30% trẻ em mắc cúm trên thế giới. Trong đó có khoảng từ 3 đến 5 triệu trường hợp nặng và khoảng 250.000 đến 500.000 người tử vong.